Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là mùng 1 tháng 4 mọi người ạ, ngày cá tháng 4. Ok. Hôm nay thì có hai con game ra mắt là con game Liên Minh Bảo Hiểm và con game Forgot Tứ Thần à Tứ Hoàng Mobile. Ok, mình sẽ làm con game này trước nhé các bạn ơi. Đây là một game khá là mới đây. Chúng ta thử vào game nào. Đang ở server 1 Bạch Dương mọi người ạ. Con game này mình xem qua là con game nhập vai luyện LV có cái màn hình ngang giống kiểu Maps Story dạng kiểu đấy. Rồi, sẽ có 3 lớp nhân vật, pháp sư, kiếm sĩ và cung thủ. Nam hoặc nữ. Đó, ui xoay, đẹp vãi. Cá nhân mình thì mình vẫn thích chơi cung thủ các bạn ạ. Trước giờ vẫn thích chơi cung thủ. Màu tóc à. Mình thích màu này. Khuôn mặt. Uầy. Rồi, thì vào game bạn nhá. Tách. Ơ à, từ nào từ nhạy cảm vãi trưởng. Ơ à, tâm dung vậy các bạn, đặt tên tạm vậy không hiểu được cái chỗ đặt đặt tên nó kiểu gì luôn. Igor từng thống trị đại lục Tyre, khói lửa chiến tranh khắp nơi, dân chúng không sống nổi. Địa lục Tyre vùng lên chiến đấu, cuối cùng đã phong ấn được tà thần. Mấy nghìn năm qua đi, sức mạnh phong ấn tà thần ngày càng suy yếu. Vì hòa bình của đại lục Tyre, hãy cùng chúng tôi kề vai chiến đấu. Wow, kề vai chiến đấu luôn. Ok baby, đơn giản mà, wow, đồ họa rất đẹp luôn, rất là cute các bạn nhé. Trực nút điều khiển nhé. Anh em sẽ có một cái nút điều khiển bên tay trái giống như là các cái game khác. Đẹp vãi luôn. Cái âm thanh ban đầu cũng khá là hay. Ok, mình đã thấy cái nút ở đây rồi các bạn ơi. Rồi, phiêu lưu nào. À, ok, mình tấn công 3 lần ấy thì nó sẽ có một cái phần giống như kiểu là cái phần bạo bạo kích. Nhấn chữ nút điều khiển trong thời nhấp nháy có thể nhảy về phương hướng điều khiển nè. À, nhảy đây cũng được. Nhấp phóng kỹ năng mạnh mẽ để quái vật nếm thử sự lợi hại của mình. Kinh nhỉ. Nói chung là cái kiểu màn hình ngang này thì rất nhiều con game làm rồi các bạn. Góc dưới bên tay trái không phải cái màn hình, anh em sẽ có tín hiệu wifi này, pin này và dung lượng pin. Góc trên thì vẫn là lực chiến avatar, chế độ VIP, nhiệm vụ. Nhẫn nhà mạo hiểm. Kệ nó các bạn ạ. Wow. À, được thêm một kỹ năng nữa là kỹ năng là vũ tiễn các bạn ạ. Rồi. Đấy, ăn nốt cái đồng vàng á. Xuống đi ăn nốt cái đồng vàng. Ơ, không xuống được rồi các bạn ơi. Trời ơi, mất một cái đồng vàng. Thôi kệ đi. Đây là con gì? Con panda à? Úi giời. Thú cưỡi các bạn ạ. Gấu bác học mới sợ đi. Một vãi trưởng. À, chế độ thỏ cầm cà rốt. Tôi có thỏ này gì giống kiểu zombie thế nhỉ. Ok, có cả auto luôn nha. Đồ họa thì trông cute vãi trưởng. Wow, hệ thống thành phố cũng đẹp thế. Nhưng mà sao không thấy ai mà chơi, hóa ra là các bạn ở trong thành phố này hết rồi. Đông đúc vãi. Binh sĩ ba bơ, thánh tiễn. À, anh có một kỹ năng thứ ba.
có vẻ hơi chật các bạn ạ, để mình sẽ giảm cái phần người chơi đi nhé các bạn nhé. Đâu nhỉ, cái đặt ở đâu nhỉ, cái đặt ở đâu đây, ui số người hiển thị đông thế, tắt mất đi, đồ họa đang là ca các bạn nhé. À mã quản cái code các bạn nhập vào đây nhé các bạn nhé. Đây ok, nghe sẽ nạp lần đầu luôn nhá. Nạp lần đầu mình sẽ được nhận một cái món vũ khí 3 sao theo cái lớp nhân vật mà chúng ta chọn lúc ban đầu, một con pet. Con này con gì đây, con pet siêu chiến hạng ma khai phá gia tộc. Ôi, ngày thứ hai cũng được tặng rồi, một cái danh hiệu các bạn ạ. Ngày thứ ba lại được một con gì đồng hành chăng, đạo cụ. Đây là một con thú cưỡi nữa các bạn. Ui, tặng nhiều vãi, tặng tặng nạp một lần tặng 3 ngày các bạn, vẫn trưởng luôn. Đồ họa này thì trông khá là ngộ nghĩnh. À, hệ động vật hoặc hệ hắc ám các bạn, tức là mình chỉ chọn một trong hai. Ok, chọn con này đi nhỉ, nhìn hay hay. Ồ, đông người chơi quá. Ẩn người đi, nhưng mà cái con thú cưỡi của người chơi không ẩn đi được các bạn. Các bạn vẫn nhìn thấy vẫn con thú cưỡi này. Trông đều vãi, pet đây. Tăng cấp. Đây là Dracute các bạn ạ. Bình thường là ác quỷ Dracula là sẽ hút máu bằng cái răng nanh này. Nhưng mà con này là Dracute. Tên chuối thật đấy. Không biết là game này còn nước nào đây. Ồ, hay là muốn vật lên để xây dựng mình cũng khá đẹp. Mình con này mới có kiểu con lợn lòi. Không thấy là dùng game nữa các bạn. Ok, nhưng mà cái dung lượng game nhẹ tầm khoảng gần 300 MB thì mình cũng không đòi hỏi được nhiều đâu. Cái này là cũng khá ngon rồi. Ok, vũ khí truyền thuyết nạp đầu tiên. À, chính là cái đấy gì nữa, chính là cái đấy vừa nãy mình vừa nói gì nữa. Ui, nhiều người chọn cái con Dracute này thế. Kỹ năng này. Anh em sẽ cần sách để nâng cấp kỹ năng nha. Cái con cung này thì cũng khá là nhiều rồi. Đây mình sẽ là toàn bộ kỹ năng nào. Pháp diễn đồng hành cũng khá nhiều các bạn. Khả năng là mình sẽ chuyển cấp hoặc là chuyển sinh để sang cái xạ thủ rực rỡ ở dưới này. Đây này, đó thì anh em sẽ chuyển sang nữa một cái nữa là cái giáp nguyên tố. À, cái này khả năng là một cái cung búp. À ok, như vậy là bộ kỹ năng khá nhiều là nhiều. Kích hoạt du long triệu hồi ra một con rồng chắc. Ok, không biết cung này nó có chia theo đường cung chiến hoặc là cung búp không nhỉ, giống kiểu MU ấy. Trèo thang trèo dây như là đúng rồi các bạn, hay ho phết nha. Ok, như là có đủ 4 kỹ năng rồi, cùng xem bộ kỹ năng của nó xem nào. Về cơ bản thì mình quan sát thấy cái bộ kỹ năng nó cũng chưa thực sự là đúng gu của mình cho lắm, hơi đơn điệu nhỉ. Nhưng mà con cung này thì nó sẽ có lợi thế là farm được nhanh hơn, farm được xa hơn các bạn, đỡ phải vào gần, đồng nghĩa việc là cái đam của nó cũng không được cao cho lắm. À, có sách rồi. Cái là cái phần đồ họa là rất là cute nhá. Được.
Ôi giời. Lợn con lợn lợn lòi các bạn. Thịt nó em ơi, thịt nó đi. Thịt nó. Ui. Nó triệu hồi ra một đàn lợn nữa kìa. Kinh vãi. Vua heo rừng các bạn ạ. À, anh em sẽ được đổi hình tượng ở trên lần này. Rồi, âm thanh game cũng khá hay. Con gấu panda này mới giận. Ở nơi bóng tối ngươi không biết đến cái gì đây? À, anh em lại sang một cái phần bộ lạc người da đỏ thì phải. Ủa mình lên cấp 40 rồi cả, nhanh dữ. Ok, cái phần VIP 1 các bạn ạ. Mở bot VIP nữa kìa. Rồi, chúng ta thì đánh bot xem nào. Quay con thỏ khi nãy. Rồi. Trông có vẻ hơi ma mị luôn. Ping hơi cao các bạn ạ, ping lên là 140 mấy. Ồ, giảm rồi. Ping còn 57, còn 35 thôi. Ok. Nhanh đấy. Chưa cái xe gì cả. Các cái hệ thống map được xây dựng cũng khá là đẹp đấy chứ. Ngon là gành đá chứ. Dễ chơi, dễ trúng thưởng các bạn ạ. Game này. Mưu sĩ bộ lạc. Rồi, ok. Mình xem có gì được không nhỉ? Mạo hiểm là cái gì? Con bot VIP bạn. VIP 2 anh em sẽ nhận được con tướng này. À, đấy, đánh con tướng này. VIP 3. Con này giống Frankie trong Vampire. Ok, vô tiện xem có gì hay ho không nào. Đơn vị tiền tệ chính của anh em sẽ là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Điểm vinh dự các bạn. Đây sẽ là vàng. Trân châu. Đây sẽ là sò. Sò màu 22.000 một đô sẽ được 80 sò các bạn nhé. Cái sò thì là dành cho anh em đam mê bộ môn nạp thôi, chứ còn mình review một chút thôi. Tiền đâu mà nạp. Ok. Đẹp quá. Cái nhạc nghe cái quen quen đấy nhở, giống test online ghê. À. Đào mỏ. À, anh em sẽ có cái nhân thợ mỏ nữa. Rồi, ok. À, hướng dẫn chúng ta rất là đầy đủ nhá, không phải lo đâu. Từ từ, mình tính. Ngắm cảnh tí đã. Bí cảnh thú cưỡi, ôi vãi. Bình thường thú cưỡi chỉ có mua cái đan tăng bậc. Đây còn có cả cái những phó bản dành riêng cho nó thú cưỡi đấy các bạn hay ho phết nhỉ. À, nhiệm vụ chúng ta là 24 con. Thời gian còn này, 1 phút rưỡi. Rồi. Ok, cái con game này đi thì nó quảng cáo là đánh chay lên VIP, các bạn không cần nạp. Đấy. Và đương nhiên là anh em lên VIP sẽ rất là vất vả hơn so với những người nạp rồi. Nếu mà bạn có điều kiện thì có thể nạp ủng hộ cho game. Ui. Nhanh quá, mình cứ skip luôn cho nhanh. Gần như 99% người chơi game thì bỏ qua phần cốt truyện hết các bạn. Bà xem game nó hay ho không thôi chứ còn.
Ok, phúc lợi của anh em đây nhá. Đây ra điểm danh 30 ngày. 25 vạn. Nên là thẻ gì đây? Thẻ chiêu mộ pet. À ok. Điểm danh 30 ngày anh em sẽ nhận được một con đạo cụ đây. Một con pet cấp SS các bạn. Ngon phết đây. Trân châu đen. Đăng nhập 8 ngày. Ok, đây sẽ là cái kiểu sự kiện 7 ngày mở game ấy, 7 ngày mở server các bạn. Một con panda cấp S. Ok, ngày thứ 7 mọi người nhá. Ngày 8 là cái gì đấy? Dương thời trang gặm xương các bạn ạ. À, khiếp, quả là thời trang này trông không được đẹp cho lắm. Anh em gặm vào cái xương kia. Ok, con này xem nào. Cái phần menu nó hơi to, nó chiếm nó hơi nhiều, cảm giác nó hơi lóa mắt một tí. Hệ thống di chuyển của game này khá là hay ho ấy. Nó cứ bò 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 trườn trườn xong leo cây leo cối, bây giờ leo bộ xương rồi leo thang. Rồi lại về thành phố rồi. Nhiệm vụ quán trà. Nhạc game rất hay, rất là ổn. Mình rất là thích cái phần nhạc game nó du dương, nó nhẹ nhàng như này nhá. Ui, có cả cánh nhưng mà này, nhìn đẹp thế. Ok, mình sẽ kiếm code cho mọi người nhé. Xem cái này có code không, mọi người nhập giúp mình thì mình làm video luôn, mình còn chưa kịp nhập code gì cơ. Để cho anh em trải nghiệm cách chân thực và nó nhanh nhất. Nếu mà không nhận code thì nó sẽ như nào ấy, dạng dạng người. Con trà, bí cảnh thú cưỡi. Mình sẽ có cái phần nhập vào ngày. Đặt nhập vào ngày thì mọi người sẽ đổi lấy cái điểm sôi nổi. Được sôi nổi mọi người sẽ nhận được cái phần quà hàng ngày. Đã. Và phó bản thú cưỡi một lần nữa xem nào. Khá là nhiều nhiệm vụ đấy, mình thấy khi nãy một đống luôn. Game này nó cũng auto hết cho nên cũng không cần phải lo lắng lắm, chơi nó cũng dễ lắm con game này. Đại lục Tyria, thức ăn thú cưỡi. À ok, mình sẽ xem có bộ trang phục nào không nhỉ. Túi đồ của mình đâu, thời trang đây các bạn ơi, xem thời trang nhá. Đẹp chưa. Đây là thời trang cho cung, còn thời trang quần áo ở đâu nhỉ. Có mấy con thú này trông khá là ngộ nghĩnh nhé. Uầy, to thế. Đẹp phết nhỉ. Con này là con gì đây? Không xem được các bạn, khả năng là nó hơi giật do cái server nó đông quá. Xe máy nữa, xoài. Chất lừ luôn. Không xem được, cái này cũng không xem được. Tăng sao cho thời trang thành tựu này. Ok rồi, thú cưỡi pet kỹ năng vậy cũng khá là đầy đủ thôi, cũng không có gì lắm.
Sao con bộ trang phục sao ít nhỉ? Những con kia nó thích chiến màu mè nó phải nhiều trang phục một tí nhỉ? Ủa đông người chơi lắm. Mình thử để xem nó có auto đi không. À nó không auto đi nhá các bạn nhá. À, cũng khá là hay ho. Đây cái gì? À nó game nó tự tải đấy các bạn ơi. Tự tải thêm tầm khoảng 500 MB nữa. Thảo nào. Thảo nào một con game mà cái này nó chưa có những cái phần mở rộng khác. Dù lúc ban đầu con game này mà tầm khoảng là hơn 300 MB, mình nghĩ sao con game nó nhẹ nhẹ thế. Hóa ra là không phải các bạn nha, nó game nó tự tải nha. Rồi ok, các bạn có thể trải nghiệm game con này bằng bằng cách là bấm vào phần link dưới của mô tả video nhé. Mình sẽ kết thúc video sớm ở đây vậy. Vừa rồi là cái phần trải nghiệm nhanh của mình. Đánh cái chung đây là một con game dễ chơi, dễ trúng thưởng anh em, không cần phải suy nghĩ đâu, chỉ việc click click về nó làm hết, không cần suy nghĩ gì cả, rất là dễ chơi. Nạp thêm một chút ít để trải nghiệm game nó tốt hơn. Đó, để ủng hộ cho game chẳng hạn. Đó thì con game này nó dễ lắm, khá là hay ho. Âm thanh game thì cũng được rồi, đồ họa game thì cũng ổn, không đến nỗi nào. Đãi người trên mới thì mình thấy đây là cũng được, nói chung là không có gì để chê trong con game này, chỉ có chê là nó tải game hơi giật giật một tí thôi các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.